7 bài tập yoga giúp thư giãn, dứt điểm đau cổ vai gáy. Nếu bạn đang gặp tình trạng đau mỏi cổ vai gáy hoặc chúng ta cảm thấy rất là căng thẳng trong quá trình làm việc thì hãy thực hiện ngay 7 bài tập sau cùng với Kiba nhé. Tư thế đầu tiên, chúng ta có thể ngồi trên chiếc ghế của mình hoặc là ngồi khoanh chân trên giường ở nhà của chúng ta. Với tư thế đầu tiên, chúng ta giữ thẳng lưng. Chúng ta bắt đầu nào. Bạn hít vào một hơi thật bình tĩnh, hai tay đan lại trước mặt, đan lại. Thở ra, vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên và duỗi thẳng tay. Giữ nguyên ở đây và chúng ta hít thở chậm. Hít thở chậm các bạn nhé. Thả lỏng hai bên cổ chúng ta ra. Đừng ép chặt bắp tay và mang tay như thế này. Thả lỏng ra một chút. Hít thở đều. Mỗi lần thở ra, bạn hãy vươn cái cánh tay về sau một chút. Đúng rồi. Là kéo giãn toàn bộ cột sống và phần vai. Tạo cảm giác rất là dễ chịu. Chú ý thả lỏng khuôn mặt nhé. Thả lỏng khuôn mặt. Hít thở chậm. Tư thế thứ hai, chúng ta giữ nguyên này. Từ từ trùng khuỷu tay sang hai bên. Đưa bàn tay của bạn vào sau đầu. Khuỷu tay chúng ta đẩy căng sang hai bên. Giữ nguyên ở đây và tiếp tục hít thở chậm. Hít thở chậm. Thả lỏng trán. Thả lỏng khuôn mặt. Đẩy căng khuỷu tay sang hai bên. Chúng ta sẽ cảm giác nếu mà ai đang bị mỏi cổ vai gáy, chúng ta sẽ cảm thấy căng hai bên bả vai chúng ta. Rất là dễ chịu. Từ từ hạ tay xuống, bạn hít vào đầy một hơi này, bình tĩnh. Hai tay đưa về sau, đan lại sau lưng. Thở ra, chúng ta đẩy bàn tay ra xa khỏi lưng và nắm chặt tay lại. Giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Cố gắng nắm chặt bàn tay lại nhé. Và đẩy bàn tay ra xa khỏi lưng. Nếu mà bàn tay chúng ta còn chạm vào lưng, bạn không thể đẩy ra xa được, thì đó là dấu hiệu bạn đang bị thoái hóa cổ vai gáy rất là nặng. Chúng ta cần bắt buộc phải tập luyện nhiều hơn nhé. Nào, đẩy ngược lên. Từ từ buông tay với tư thế thứ tư. Hít vào, hai tay bạn vươn lên. Tay bên phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra, bạn kéo khuỷu tay trái vào sau đầu. Giữ nguyên ở đây và tiếp tục hít thở chậm. Hít thở chậm. Nó sẽ kéo giãn toàn bộ vùng vai của chúng ta. Đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Cái khuỷu tay phải của bạn cũng đẩy về sau nhé. Với khuỷu tay trái thì mỗi lần thở chúng ta lại kéo sâu vào trong một chút. Nó kéo giãn toàn bộ phần khớp vai. Rất là dễ chịu đúng không? Nào, hít thở chậm. Hít thở chậm. Đổi bên nào. Hít vào. Tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra, bạn kéo khuỷu tay phải vào sau đầu. Giữ nguyên ở đây, chúng ta hít thở đều. Để kéo giãn. Trung bình mỗi tư thế chúng ta sẽ giữ trong khoảng tầm 30 giây. Để nó giãn toàn bộ phần cơ ra thì bạn mới dễ chịu thoải mái được. Bài tập này rất là dễ. Chúng ta có thể tập vài lần mà bạn có thể thuộc động tác. Thì các bạn hy vọng rằng bạn hãy chia sẻ lại cho những người xung quanh nhé. Là đẩy khuỷu tay trái về sau. Rồi từ từ buông tay với tư thế thứ 5 này. Thật bình tĩnh nhé. Tay trái chúng ta dang ngang này. Và rút thẳng tay ra. Nắm chặt tay trái lại. Bàn tay phải chúng ta giữ vào bắp tay bên trái. Giữ bắp tay này. Nào, đưa bàn tay phải ra ngoài. Hít đầy một hơi, đẩy ngược lên. Bây giờ dùng tay phải chúng ta kéo tay trái sang bên. Kéo tay trái áp sát vào ngực. Đúng rồi. Kéo tay trái sang nhé. Kéo sang. Thật ra giữ. Thế là nếu mà ai đó mỏi vai, chúng ta cảm thấy căng căng phần khớp vai bên trái ngay lập tức. Thì bạn giữ nguyên thôi. Đẩy ngược lên nào. Người bạn hơi xoay sang bên trái một chút. Hơi xoay sang trái một chút. Cảm giác căng căng cái bắp tay bên trái. Và buông tay.
đổi bên nào. Tay phải đưa sang ngang, giữ thẳng tay nhé. Hít vào tay trái, giữ bắp tay bên phải. Nào, kéo bắp tay phải sang ngang. Thở ra giữ. Nếu có thể chúng ta áp chặt cái bắp tay của mình, áp sát vào ngực, áp sát vào cổ. Và giữ nguyên. Nếu bạn có cái dấu hiệu làm bị đau ở phần đầu khớp vai này thì có thể đấy là một dấu hiệu của trạng thái liên quan đến viêm khớp vai. Thì chúng ta phải luyện tập nhiều hơn nữa nhé. Thì cuối video này cái bạn gửi bạn thêm một chuỗi gồm 7 bài tập dành cho các thứ tình trạng toàn bộ của cột sống lưng từ cổ vai gáy đến thắt lưng. Thì bạn có thể thực hiện nó tại nhà với 7 bài tập, mỗi bài tập 30 phút. Hơi từ từ buông tay, thật bình tĩnh này. Tay phải bạn đưa về sau, chạm vào eo bên trái, giữ lưng thẳng lên, lưng thẳng lên. Hít vào tay trái vươn lên. Thật ra chúng ta nghiêng đầu sang bên trái. Đúng rồi, giữ nguyên. Hít thở chậm. Cái cảm giác là căng hết toàn bộ vùng cổ bên phải đúng không? Căng hết vùng cổ bên phải. Hít thở chậm. Thả lỏng khuôn mặt ra. Thả lỏng khuôn mặt. Hít thở chậm. Đổi bên nào. Hít vào, tay trái chúng ta đưa về sau, tay phải lên trên, giữ lưng thẳng lưng nhé. Thật ra kéo nghiêng đầu sang bên phải, giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Thả lỏng vai ra, thả lỏng khuôn mặt ra, ta mới dễ chịu được. Đẩy ngược lên, kéo giãn toàn bộ vùng cổ bên trái. Cảm giác căng hết toàn bộ vùng cổ. Hơi từ từ buông tay, hạ tay xuống. Hai tay của bạn bây giờ có thể đặt lên thành ghế hoặc đặt lên đầu gối. Chúng ta hít vào để căng lồng ngực về trước này. Bạn mím chặt môi lại để căng da cổ lên trên. Thở ra giữ nguyên, chúng ta giữ nguyên ở đây và đẩy căng da cổ lên trên. Cái cảm giác là kéo giãn toàn bộ vùng cổ chúng ta, bạn đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Chú ý hít thở chậm nhé, hít thở chậm. Nhớ là mím chặt môi lại nhé và không nói chuyện đâu. Không nói chuyện. Rồi từ từ cúi đầu xuống nào. Gập sâu đầu xuống. Rồi từ từ ngẩng đầu lên. Rất là dễ chịu đúng không mọi người? Với 7 bài tập vừa rồi, chúng ta có thể dành cho khoảng tầm 5 phút ngay tại văn phòng, chắc chắn xua tan sự căng thẳng sau một ngày dài làm việc, cũng như tình trạng đau mỏi cổ vai gáy khi chúng ta thường xuyên phải ngồi làm việc trong thời gian dài. Dĩ nhiên, điều này phải được tập đi tập lại. Bạn cứ, cái bác khuyến khích bạn là cứ khoảng tầm 30 phút thì chúng ta sẽ thực hành bài tập này một lần ngay tại cơ quan của mình. Chắc chắn không ảnh hưởng gì đúng không? Và tất nhiên nếu mà tuyệt vời hơn nữa, bạn hãy dành cho mình 30 phút mỗi ngày để rèn luyện các bài tập yoga về trị liệu cổ vai gáy. Thì Kim Ba gửi tặng cho bạn thêm một chuỗi gồm 7 bài tập để bạn có thể thực hành nó ngay tại nhà của mình. Và hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào!